độc đáo, giải kéo co khổng lồ ở Hà Tiên. Cô gái được giải cứu sau gần 20 năm bị lừa bán sang Campuchia. Cảnh giác, thủ đoạn lừa bán phần mềm theo dõi đọc trộm tin nhắn. Mâu thuẫn gia đình, chồng phóng hỏa thiêu chết vợ và chị vợ. Chàng thủ khoa nuôi đam mê từ chiếc máy tính đồng nát. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Lễ giỗ Đức Khai Trấn Mạc Cửu năm nay, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động vui chơi. Đặc biệt, du khách và người dân rất ấn tượng và hào hứng với trò chơi kéo co khổng lồ. Giải kéo co nằm trong phần hội của lễ giỗ lần thứ 287 Đức Khai Trấn Mạc Cửu 1735-2022. Giải kéo co khổng lồ có hai nội dung thi đấu, gồm giải cơ quan khỏe, đơn vị mạnh với 12 đội tham gia và giải đoàn kết quy tụ đến hơn 280 người chơi. Đây cũng là lý do khiến trò kéo co này được ví là kéo co khổng lồ. Đây là cũng một cái sản phẩm du lịch mà cái lãnh đạo thành phố Hà Tiên cũng muốn để cơ hội để thu hút khách đến tham quan Hà Tiên. Và trong những năm tới, đây là năm đầu tiên tổ chức nên là hy vọng trong những năm tới thì cái quy mô tổ chức của mình sẽ lớn hơn và sẽ có nhiều cái thay đổi, đổi mới hơn để làm sao mà thu hút được khách du lịch nhiều hơn nữa. Và nếu được thì trong cái dịp tới sẽ mở tổ chức cho mọi người dân tham gia, đặc biệt là khách du lịch có thể tham gia cùng kéo với người dân Hà Tiên. Giải kéo co khổng lồ đã thực sự tạo hiệu ứng mạnh mẽ và cuốn hút nhiều du khách đến xem và cổ vũ reo hò náo nhiệt. Thời gian qua, nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã mạnh dạn phát triển cây chanh bông tím bởi loại cây trồng này có thời gian cho thu hoạch ngắn, giá cả ổn định, kinh phí đầu tư thấp và ít tốn nhân công chăm sóc thu hoạch. Chanh bông tím có thời gian sinh trưởng ngắn, sau 6 tháng trồng là bắt đầu cho trái rải vụ gần như quanh năm. Với diện tích 1.000 m², có thể trồng được từ 150 đến 170 cây, năng suất bình quân với cây 5 năm tuổi khoảng 3 tấn một công một năm. Giá bán ổn định ở mức 8 đến 15.000 đồng 1 kg, trừ hết chi phí cho thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng. So với loại chanh không hạt hay chanh giấy thì chanh bông tím cho trái quanh năm nhưng vẫn có hương vị và độ chua giống như giống chanh truyền thống. Chanh bông tím lớn nhanh, tuổi thọ gần cả chục năm. Tiếp tục chương trình là câu chuyện về một người phụ nữ vừa được giải cứu sau 20 năm bị lừa bán sang Campuchia. Dù đã về nhà được 6 ngày, nhưng chị Trần Thị Trang Duyên, 33 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, vẫn chưa hết sợ hãi vì quá ám ảnh về khoảng thời gian kinh hoàng khi ở trong nhà thổ tại Campuchia. Nhà nghèo, mới học lớp 6, chị Duyên đã phải đi nhặt ve chai kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi bạn bè rủ sang Campuchia, chị lén gia đình ra đi. Theo tường trình, chị bị lừa bán sang Campuchia vào năm 2004, rồi bị bán sang tay cho một đường dây cà phê ôm. Ban ngày bị giam lỏng trong phòng kín, đêm xuống phải tiếp khách. Nhiều lần chị tìm cách trốn chạy, nhưng lần nào cũng bị bắt lại, đánh đến ngất xỉu. Sau đó, chị bị bán sang tay cho một quán bia ôm khác trước khi trốn thoát ra ngoài và được giải cứu về nước. Ở xóm này là nó chết hết rồi. Má em này kia nó sao bà nhắc hoài, bà ngồi cái góc ngay dưới đó. Nó nói sao không thấy nó về, biết nó có chết không. Mà thiệt chứ tỉ như tôi nói, chứ nó có chết thì nó mới không về thôi. Chứ nhưng mà nó còn sống thì nó phải về, tại vì nó đã lớn rồi chứ đâu phải nó còn nhỏ nữa đâu. Nó đã 14, 15 tuổi rồi mà nó đâu phải còn nhỏ nữa đâu. Mà đâu có ngờ nó bị nhốt như vậy đâu, nó bị bắt nhốt như vậy đâu. Nó ngủ với người ta quánh nhưng mà nằm nhớ không thể quên người ta cái súng bắn lên đầu. Rồi ta để đó. Trong
Trung tá Nguyễn Bửu Thuận, trưởng công an phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên xác nhận, chị Duyên vừa được nhóm YouTuber cứu từ Campuchia về Việt Nam. Đơn vị đã phối hợp với địa phương cấp lại căn cước công dân cho chị Duyên, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình chị. Hiện việc chị Duyên bị lừa bán sang Campuchia đã được báo cáo công an thành phố Long Xuyên hỗ trợ tiếp tục điều tra. Thưa quý vị, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng rao bán công khai trên mạng các thiết bị, phần mềm, theo dõi định vị cá nhân. Thực trạng này không chỉ xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân của mỗi người mà có thể ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội. Đây là một địa chỉ kinh doanh không biển hiệu, vốn là căn phòng trọ áp máy chật hẹp, nơi cung cấp hàng trăm sản phẩm theo dõi bí mật. Chỉ cần nói ra nhu cầu theo dõi đối tượng nào thì chủ hàng sẽ có vô số gợi ý cho khách. Từ năm 2021, nhận thấy nhiều người có nhu cầu theo dõi định vị điện thoại, xem trộm tin nhắn, hình ảnh trên điện thoại của người khác, Phùng Việt Hùng đã lập ra hai website để rao bán phần mềm, tài khoản theo dõi. Sau khi các bị hại cung cấp cho em số điện thoại của người muốn theo dõi, thì em sẽ lên phần mềm trang web và em sẽ thêm cái số điện thoại vào cái đường link và em sẽ gửi cho bị hại. Sau đấy bị hại bấm vào đường link đấy thì sẽ hiển thị ra trang cá nhân của người bị hại muốn theo dõi. Thì sau đấy bị hại sẽ chuyển tiền cho em. Để chiếm đoạt tiền, khi khách hàng đồng ý mua thì Hùng yêu cầu phải chuyển tiền trước. Thực tế, website và phần mềm Hùng rao bán không thể theo dõi thiết bị cá nhân của người khác. Sau khi nhận được tiền, Hùng tìm mọi cách trì hoãn, chặn số điện thoại người mua. Sau kê các tài khoản ngân hàng của Hùng, ban chuyên án xác định số tiền giao dịch liên quan đến hành vi lừa đảo từ năm 2021 đến nay là hơn 2 tỷ đồng. Tôi khuyến cáo một là người dân phải hiểu và xác định việc cài đặt các cái phần mềm theo dõi giám sát bí mật đời tư của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý và thậm chí là xử lý hình sự. Hai là người dân không vào các cái trang mạng, hạn chế vào các cái trang mạng chưa được kiểm duyệt. Đặc biệt là các cái trang mạng có những lời mời chào mua các sản phẩm tính năng ưu việt như nghe trộm điện thoại hoặc là giám sát để tránh mắc bẫy của các đối tượng. Ba là người dân tuyệt đối không chia sẻ hoặc là cung cấp cái mật khẩu máy cho người khác. Nếu như có dấu hiệu hoặc phát hiện nghi vấn bị có giám sát thì nghe lén thì phải báo về các cái cơ quan chức năng. Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Đình Nhi, 56 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước để điều tra vụ hai người phụ nữ tử vong trong tình trạng bị cháy đèn. Trước đó, ngày 16 tháng 6, hàng xóm nghe tiếng la hét của bà Trần Thị Ngọc Vân, 52 tuổi, ở thôn Bù Ren, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập và thấy lửa cháy trong nhà. Khi mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện ông Nguyễn Đình Nhi, chồng bà Vân, đang nằm ở phòng khách, kế bên có một chai thuốc trừ sâu. Kiểm tra trong phòng ngủ, người dân phát hiện hai phụ nữ bị cháy là bà Vân và bà Trần Thị Ngọc Tùng, 53 tuổi, chị bà Vân, cả hai đã tử vong sau đó. Sau khi được cấp cứu, ông Nhi khai nhận đã gây ra vụ án mạng nêu trên. Nguyên nhân do giấy tờ vườn rẫy bị vợ sang tên hết cho con và còn muốn đuổi ông ra khỏi nhà, thậm chí đánh đập ông, hăm dọa đưa xã hội đen đến xử, khiến ông bị áp lực dẫn đến sự việc trên. Hơn 4 giờ sáng ngày 24 tháng 6, một đám cháy bùng phát từ căn nhà cao tầng nằm trên đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, người dân xung quanh hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Rất may, hai người phụ nữ mắc kẹt trong nhà, trong đó có một cụ bà 85 tuổi đã được lực lượng chữa cháy phá cửa, cổng ra khỏi hiện trường. Nhận tin báo hỏa hoạn, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 3 và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 PC07 công an thành phố Hồ Chí Minh điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Nắm tình hình trong nhà còn người bị mắc kẹt nên lực lượng bắt thang lên lầu 2 tìm kiếm người, đồng thời lực lượng bên dưới phá cửa cuốn phun nước vào đám cháy. Ít phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cứu và đưa hai người xuống đất an toàn là bà Nguyễn Thị Vân, 85 tuổi và bà Lê Thị Tuyết Dung, 30 tuổi. Hiện cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện Bình Dân. Vụ cháy thiêu rụi một số vật dụng sinh hoạt trong nhà. Thưa quý
quý vị, trong khi bạn bè đồng trang lứa được ba mẹ cho đi học thêm, mua sắm nhiều máy móc thiết bị, sách vở phục vụ cho việc học, thì Nguyễn Trung Hải, tân thủ khoa trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, chỉ có chiếc máy tính hàng đồng nát do người cha làm nghề thu mua phế liệu chắp vá lắp ráp từ những chiếc máy tính cũ để tặng cho cậu. Lòng hiếu học của Hải đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ. Hãy cùng Góc Nhìn Trưa Nay gặp gỡ chàng thủ khoa này quý vị nhé. Mua tivi, mua tủ lạnh, mua máy giặt, điều hòa, mua màn cây vi tính, mua bình ắc quy. Đó là câu rao hàng quen thuộc phát ra từ chiếc loa cũ trên con xe máy cà tàng, người bạn đồng hành của ông Nguyễn Văn Hùng, bố em Nguyễn Văn Hải. Công việc chính của vợ chồng ông là rong ruổi khắp các ngõ ngách để thu mua phế liệu. Bây giờ cô chú thì đi làm thế này thì thực chất ra mà nói thì nó không nói, không định hướng được. Ngày bình thường như nắng thì có khi được 300.000 một người một ngày, nếu mà không nắng thì nó lại còn không được. Cho nên là nếu mà những ngày bình thường thì còn thu nhập, có thu nhập, nhưng còn nếu mà những ngày mưa là không có thu nhập. Tôi là đi dẻo loa đài thế này này, là bật loa lên là ai đi vào các ngõ các ngách này là ai hỏi là ai gọi là tôi mua. Đấy, mua được nhiều được ít là đến chiều đến tối mới về, trưa thì ăn cơm quán. Thường bố mẹ đi làm xa vất vả, ngoài những lúc học chính khóa trên trường, hầu hết thời gian ở nhà một mình Hải đều dành cho việc tự học. Hải quan niệm những kiến thức thu nhận được khi đi học thêm đều có thể có được trong lúc tự học. Nếu mà gặp một bạn kiểu khó quá mà em không thể giải được thì đầu tiên là em sẽ ra trên mạng trước. Còn nếu mà không có nữa thì em sẽ hỏi thầy cô ạ. Thầy cô khá là sẵn lòng để giúp đỡ em trong những cái để giải những cái bài khó đấy. Có những cái đường biến đổi khá là ngắn so với cái cách để giải của em thì em không biết là nó sẽ đơn giản đến như vậy. Học tập căng thẳng hay gặp các vấn đề trong cuộc sống, Hải ít khi tâm sự với ai vì mẹ đi làm xa, bố đi làm cả ngày. Mỗi lúc như vậy, em lại gửi hết tâm tư của mình vào các bài toán. Hải sắp xếp lịch học gần như toàn bộ thời gian. Mỗi tối, cậu chỉ bỏ ra 30 phút để giải trí. Gia đình khó khăn, nhưng không chỉ Hải mà cả anh chị của em đều học giỏi. Biết tin con trai út cùng lúc đậu vào hai trường cấp 3 có tiếng là trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc và trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm Hà Nội, ông Hùng không khỏi vui mừng. Thực sự ra mà nói là các em nó muốn học thế nào thì học, chứ còn chú cũng không có. Có nghĩa là bây giờ em nó bảo là tôi, em nó bảo là nếu mà muốn học cũng được, học thế nào thì học, chứ còn tôi không bắt, mà tôi cũng không ép. Mà thậm chí nó học nhiều hôm nó học khuya quá, 1-2 giờ sáng nó vẫn chưa đi ngủ, tôi còn dục nó đi ngủ cơ. Thì có một mình hai bố con nhà mà. Nhớ hồi dịch Covid-19 bùng phát, Hải phải học trực tuyến. Chiếc laptop cũ được anh trai cho cũng hỏng. Thương con nhưng không có tiền để mua máy tính mới, ông Hùng đã trả các cây máy tính cũ, chọn các chi tiết còn dùng được rồi nhờ người kiểm tra, lắp ráp. Cuối cùng, chiếc máy tính chắp vá từ tình yêu thương của người cha già đã giúp Hải nuôi dưỡng niềm đam mê với môn tin học của mình. Hải cho biết em quyết tâm vào đội tuyển tin quốc gia của trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Chúc cho Hải sẽ có đủ nghị lực và niềm tin để đi trọn đam mê. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuoitre.vn. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisự@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Jam Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.